Thưa quý vị, nhằm đáp ứng kịp thời chu cầu trang bị phương tiện xe máy của lực lượng công nhân người lao động tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống phân phối Hà Nẵng đã chính thức phát triển hai chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán xe máy chính hãng và nhập khẩu, việc phát triển chuỗi phân phối đã mang đến các dịch vụ khách hàng tối ưu cho người tiêu dùng. Vị trí các trung tâm giao dịch nằm tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đều là hai khu vực có tỷ lệ công nhân, người lao động cao. Ngoài phân phối, các dịch vụ chăm sóc hậu mãi với sự ưu đãi dành cho nhóm khách hàng luôn được ưu tiên hệ thống phân phối xe máy hà đặng được biết đến là hệ thống chuyên cung cấp các loại xe chính hãng honda yamaha sym suzuki xe nhập và dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp với phụ tùng chính hãng giá rẻ trên thị trường